Hôm nay tôi những anh em từ Ba Giàng và Nghi Sơn mà còn có một nhóm anh em tổ hợp ở Phát Điện đang làm gỗ nhà gỗ cho chùa Việt Mông. Đó là Nghi Sơn Mông đến đang làm căn nhà gỗ tập trị giá 30 tỷ thì vợ là người Phát Điện. Anh em làm cái đó hôm nay chúng ta đây dự lễ. Kính thưa quý cô và toàn thể anh chị em, Chủ nhật hai mục tiêu giáo hội con làm Chúa nhật kính lòng thương xót Chúa, kính lòng Chúa thương xót. Nếu tình yêu là bản tính của Thiên Chúa thì lòng thương xót là cách thức Chúa bày tỏ tình yêu, là dấu chỉ cho tình yêu vững bền của Ngài. Lòng thương xót nhìn kẻ tội lỗi không oán hận, lòng thương xót nhìn kẻ tội lỗi không trả thù bằng sự giận dữ hay trừng phạt, nhưng xót xa vì họ lầm đường lạc lối, xót xa vì họ đang đi đến hố diệt vong. Lòng thương xót tự nhiên được những ánh mắt của tình yêu giúp người ta nhận ra nhu cầu của tha nhân để chia sẻ, để cảm thông, để nâng đỡ, để xoa dịu hay chữa lành. Chúng ta có thể cảm nhận lòng thương xót của Chúa qua dọc dài lịch sử cứu độ, khởi từ tội lỗi của Adam. Chúa không còn nghĩa nhân tình với Adam, Chúa vẫn thương Adam và xót xa dường nào khi thấy Adam tủi hổ lẩn trốn trong vườn địa đàng. Adam là kẻ phản bội, làm sao dám bắt mặt gặp Chúa. Tội lỗi làm cho người ta mặc cảm, xấu hổ và lo sợ khi phải đối diện với sự thật. Thế nhưng Adam phần nào đã bớt đi sự sợ hãi, bớt đi áp lực tâm lý khi nghe tiếng gọi rằng Adam, Adam, ngươi đang ở đâu? Âm thanh của tiếng gọi không mang âm sắc của giận dữ hay của mắng, nhưng tiếng gọi vẫn thân thương dịu ngọt. Có điều pha trộn chút âm điệu xót xa. Phải chăng ngươi đã ăn trái cây trong vườn mà ta đã cấm? Kính thưa cộng vợ, tôi có thể được tha, nhưng hình phạt vẫn phải chịu. Nhưng ai là người phải chịu phạt thay cho tội Adam? Kính thưa cộng vợ, Thiên Chúa không suy tính thiệt hơn, không đắn đo suy xét, ngay tức thời lời hứa cứu độ đã được ban ra. Chính ngôi thai Thiên Chúa sẽ gánh lấy tội Adam và đền thay cho tội lỗi Adam. Có thể nói lòng thương xót của Chúa được tỏ bày cụ thể và rõ nét trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Cả cuộc đời luôn sống vì người khác, luôn đi đến mọi hàng ngang cùng ngõ hẻm để thi ân giáng phúc. Cả trong những lúc đau khổ nhất của cuộc đời, Ngài vẫn không nghĩ đến mình. Ngài xót thương các bà mẹ thành Jerusalem. Đừng than khóc ta, nhưng hãy than khóc con cháu các người. Ngài xót thương những kẻ đã làm hại mình vì họ không biết việc họ làm. Tình cao của lòng thương xót đó là ơn tha tội và ban thưởng hạnh phúc trường sinh. Đó là đặc ân mà người tốt lành được tiếp phúc đón nhận đầu tiên từ cây thập giá. Chúa nói ngay đêm nay ngươi sẽ được ở trên thiên đàng với ta. Kính thưa tổ vợ, chính điểm này mà trong dịp giảng tịnh tâm giáo triều Roma thời Đức
Cố Giáo Hoàng, Trước Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Phần, Ngài đã nêu ra 10 điểm kiên quyết của Chúa Giêsu, trong đó có sự quên lãng. Chỉ một câu nói thành thật với chính mình của tên trộm này mà Chúa đã quên cả quá khứ tội lỗi của anh ta. Chỉ cần thấy bóng dáng người con trời lạnh bỏ nhà đi hoang, nay thất thểu trở về, là người cha đã quên hết quá khứ đi hoang của người con. Lòng thương xót của Thiên Chúa là vậy. Bởi vì Thiên Chúa trọng bất bình và rất mực khoan dung mà vua David đã từng nói lên rằng: nếu Chúa chấp tội nào, ai đứng vững? Tình yêu Chúa cao hơn tội lỗi chúng ta, đến nỗi có thể phủ lấp muôn vàn tội lỗi chúng ta. Tin mừng mà chúng ta vừa nghe cũng cho chúng ta thấy khi hiện ra với các tông đồ, Chúa Giêsu không hề nhắc tới những chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Những chuyện đáng tiếc đã xảy ra nơi Phêrô kẻ chối Chúa ba lần, nơi các tông đồ hèn nhát bỏ chạy nơi vườn Giê-xu-ma-ni, nơi Tô-ma kẻ bi quan cố chấp luôn đòi sự kiểm chứng minh nhiên và cụ thể. Dường như Chúa đã quên hết và còn ban bình an cho các ông. Kính thưa cầu Phật, hôm nay kính nhớ lòng thương xót của Chúa, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta nhận ra mình là một tội nhân đã được Chúa cứu chuộc bằng giá máu cực thánh. Chúng ta hãy biết đền đáp tình yêu Chúa bằng sự hoàn thiện con người của mình như cha chúng ta ở trên trời. Đồng thời chúng ta cũng dâng hy sinh lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn trở về với Chúa. Có lẽ đây là vấn đề mà những người Kitô hữu phải lo lắng quan tâm. Vì qua báo chí và các phương tiện truyền hình truyền thanh, chúng ta không khỏi đau xót khi nhìn thấy một thế hệ trẻ xa đọa, cuồng loạn và làm mất hướng đi của đời người. Con số thống kê về xì ke, ma túy, mại dâm, phá thai, bệnh nhiễm HIV hay chết mỗi ngày một tăng thêm cấp số nhân. Mà một ai đó đã nói một cách mỉa mai rằng: những điều tốt thì không thấy tăng, nhưng tội phạm thì năm nào cũng được nghe câu nói quen thuộc: năm nay cao hơn năm trước, trong đó có cả nhân dân thôn, tổ dân phố nhìn rồi. Có lẽ Chúa cũng đang cần những con người thanh sạch như ông Lót trong thành Sô-đô-ma. Ông đã bị dày vò bởi những cảnh đồi bại luân lý diễn ra hàng ngày quanh mình. Ông cố thuyết phục dân thành ăn năn hầu tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, nhưng không ai nghe ông. Rồi Abraham cũng nài xin Chúa tha thứ, nhưng lại không kiếm được 10 người công chính. Thế là cả thành bị tiêu diệt. Và hôm nay kính thưa cầu nguyện, Chúa đang cần có nhiều người như thánh nữ Phô-ti-na, biết dâng những hy sinh đau khổ của mình như lễ vật tôn thờ Thiên Chúa và cứu thế gian khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, biết phó dâng bản thân, gia đình và nhân loại cho lòng thương xót của Chúa. Tôi thì mỗi người chúng ta hãy sám hối về lỗi phạm của mình và hãy dâng những hy sinh và lời cầu nguyện cho kẻ có tội được ơn trở lại với Chúa. Nguyện xin Chúa là đấng giàu lòng xót thương, tha thứ và ban bình an cho mỗi người chúng ta. Nguyện xin Chúa củng cố đức tin để mỗi người chúng ta
sống nhân chứng lòng thương xót mỗi ngày qua thái độ cách ứng xử của mỗi chúng ta trong lời nói và việc làm. Đừng vì hão huyền thế gian, đừng vì lợi lộc kinh tế bất hẹn chóng qua mà đánh mất đi bản tính con người là nhân linh sư hòa hợp. Xin Chúa chúc phước nhất là củng cố đức tin cách đặc biệt nơi các bạn trẻ để rồi biết nói không với sự tội, biết trở về sống ra phong lễ giáo, thấy biết nhìn thấy được những giọt mồ hôi nước mắt và chai sần tay của những người cha người mẹ đã lầm lỗi ngày đêm vì con vì cháu mà cố gắng để gìn giữ ra con lễ giáo hầu sông chứng tá đi mừng mỗi ngày cho nên để ngày sau mỗi người chúng ta cũng được đón nhận phần thưởng như sự sáng hối mà người kẻ tốt lành được đón nhận ngay hôm nay. Người sẽ được ở trên thiên đàng với ta. Amen. Tôi xin